cái quan điểm mà ung thư phổi không khả quan ấy, thì thực ra thì như thế này, chúng ta phải nói như cái nguyên nhân cũng như những cái tỷ lệ đến muộn như tiến sĩ Kiểm cũng vừa nói. Thứ nhất ấy, là bệnh ung thư phổi thì thường là phát hiện ở giai đoạn muộn đấy, tại vì cái tạng phổi của chúng ta nó có sự bù trừ đấy mà lại sâu nữa. Và cái thứ hai là các triệu chứng của ung thư phổi hay lẫn với các triệu chứng khác, ví dụ như viêm phổi hay là những cái bệnh hô hấp, và đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid nó cũng có những cái triệu chứng nó trùng nhau. Chính vì vậy mà thường là đến giai đoạn muộn, và đặc biệt là nó còn phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chẩn đoán sớm, có ý thức để chúng ta đi chẩn đoán đúng và chẩn đoán được ở sớm. Tiếp theo là chúng ta phải chẩn đoán trong cái điều trị ung thư phổi, cái tiên lượng ấy, nó còn phụ thuộc vào cái năng lực chẩn đoán. Đấy, chẩn đoán giai đoạn là một chuyện, như tiến sĩ Kiểm cũng như chúng ta đều biết là có 4 giai đoạn. Ở những giai đoạn 1, 2, 3, 4 thì các khả năng cái hiệu quả điều trị nó khác nhau. Nó còn phụ thuộc vào chẩn đoán theo sinh học phân tử, tức là giải phẫu bệnh. Chúng ta phải chẩn đoán được rõ các thể bệnh, chứ ung thư phổi có chia làm hai loại rõ ràng là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đấy, ung thư phổi không tế bào nhỏ thì lại ung thư phổi lại có thể dạng vẩy và ung thư phổi không vẩy. Và ung thư phổi không vẩy thì chúng ta lại từ đấy chúng ta phải có một cái năng lực để xét nghiệm được những cái sinh học phân tử, chẳng hạn đột biến gen EGFR, ALK hay là ROS1 hay MET rất nhiều. Sau đó thì âm tính thì chúng ta lại phải xét nghiệm cái bộc lộ miễn dịch để từ đấy tìm ra được những cái biện pháp và những cái phương thức điều trị cho bệnh nhân. Tức là vừa chẩn đoán giai đoạn, vừa phải có năng lực để chẩn đoán được những yếu tố sinh học phân tử cá thể cho từng bệnh nhân. Chính vì vậy mà cộng với cái việc mà theo cho nên là cái việc mà tôi cũng xin thông tin thêm, nếu như chúng ta chẩn đoán được ở những giai đoạn sớm đấy, theo một cái số liệu của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ, người ta cũng viện ung thư Hoa Kỳ người ta cũng đã công bố, thì người ta tính chung nếu như ở giai đoạn 1 mà chúng ta đến mà điều trị được chẩn đoán đúng và điều trị sớm bằng các phương pháp phẫu thuật thì cái tỷ lệ sống thêm là 75, sau 5 năm là 75 đến 85%. Đấy, còn cái giai đoạn 2 thì ở cái tỷ lệ sống thêm 5 năm OS toàn bộ thì cũng khoảng 56 đến 65%. Đấy, còn ở giai đoạn 3 thì ở khoảng 15% đến 40%. Và nếu mà ở giai đoạn 4 thì lại xuống còn dưới 10%. Đấy, thì cái đấy là nó nói rất rõ là nó phải phụ thuộc vào chẩn đoán đúng về giai đoạn, chẩn đoán đúng về thể giải phẫu bệnh, cá thể hóa từng bệnh nhân, và bệnh nhân được tiếp cận cũng như là cái cơ sở y tế đấy có khả năng cung cấp được những biện pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Vâng, đấy thì nói là giai đoạn là ung thư phổi tiên lượng xấu thì cũng có trước đây thôi, chứ còn hiện tại thì nếu mà chúng ta làm đúng thì theo tôi nghĩ là cũng không xấu và cũng có rất nhiều khả quan. Vâng.